Lo ăn đi, không có hung nữa. Sợ sự hả? Không muốn ăn thịt là mẹ lấy con biển mẹ mẹ kẹp vô cho ăn, mà bây giờ còn cà chớn nè. Nãy giờ ăn bao nhiêu cục hả? Nhai lẹ lên hả? Gì bữa cái đây hay là muốn ăn đòn?